bài 95 tương với phần 7 bài 29 quyển 2. Tỷ chiều 15 khở. Đầu tiên hãy nói, tôi đọc xong một câu chuyện nguyên văn là tôi đọc rồi một câu chuyện. Huấn niệm là ý cụ sự. Mary nghe hiểu rồi. Mà lì thiên tổng lợi đã hỏi bạn ấy năm câu hỏi. Vấn là tha ủ cơ quẩn thí. Vấn là tha ủ cơ quẩn thí. Bạn ấy đều đáp đúng rồi. Tha đâu tá tuổi lợ. Tha đâu tá tuổi lợ. Bây giờ là từ gặp lại, khép lại. Khứa sảng. 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 sảng Trong đó từ khứa là hợp, đóng, khép sang ở đây là bổ ngữ xu hướng Chỉ hành động gập sách hướng lên trên Gập sách lại Hỡ sàng su. su Đóng máy tính lại tiền Khép cửa lại mấn. Mấn. Bạn ấy đọc xong một câu chuyện 他念了一个故事，合起来，合上书，合上书，好都应该有爱车。问我听懂了没有？问我听懂了没有？ 有 chỗ，有 địa phương。有的地方，有的地方。我说有的地方没听懂。我说有的地方没听懂。 trong đó tùng ở đây là bốn ngữ kết quả của từ thiên hãy nhắc lại từ mở ra tà khai tà khai mở sách ra Tà khai su mở cửa ra Tà khai mấn. Bật máy tính. Tả khai điện não. Tả khai điện não. Gập sách lại. Khứa sàng su. Khứa su. Mở sách ra. Tả khai su. Bạn ấy mở sách ra. Tha tả khai su Lại đọc xong một lượt Lại đã đọc một lượt Yêu nhẹ là ý biển Yêu nhẹ là ý biển Tôi mới nghe hiểu Wo chai tinh tổng Wo chai tinh tổng Bạn ấy cũng đã hỏi 5 câu hỏi

bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng trung cũ mới chiều xin siêu thị trao sử làm phiên dịch tăng phai nhỉ béo gầy hay rộng chật Phấy sầu Ngủ dậy Chỉ choáng Bảy tám trăm mét Chi ba bái mỉ Bến xe buýt Cung cùng chỉ trưa trản Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ à. 让我给他请个假。往来，驾照，发当空准，发音不标准。为好学太极为了学太极拳。 kiên trì kiên trì quên mở máy rồi Hoàng khai chi lọ thắng thua nguyên văn là thua thắng su yến cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi thấy xét nghiệm phân khoa yển tả biển kê cho anh một ít thuốc cái khai khay chia nhỏ tâm trạng xin chứng nhân viên nghiệp vụ nhiều uyển sớm đã tan làm rồi. Giáo chiều trả ba lọ. Tắc đường tắc kinh khủng. Tủ chưa tủ tớ lì hại. Mười 10 phút. Sứ phân Nhà thể chất, nhà thể dục thể thao thí ủy quán hai đề chỉ các câu trong đề thi để kiểm tra lắng bảo thí rất nhiều câu phải trả lời thư cho em gái mình để mẹ mẹ uống xỉn Câu chuyện nhỏ đều rất thú vị. Câu chuyện nhỏ đều Là muốn cười. Chiều sáng Luyện tập hội thoại. Luyện tập hội thoại. Đọc câu chuyện, ý chỉ đọc ra tiếng. Nhìn cụ sử. Đáp đúng rồi. Tá tuổi lợ. Mấy vấn đề. Chỉ cứ quẩn thí. Biện pháp tốt. Khó bản phá. Khép sách lại, gấp sách lại. Khứa sàng su.